nghe em lại vừa mới về là lô mới nha các bác. Hôm qua là thì lan này, một cành đào thì dài 1 mét. Đây sẽ ra cành đào dài 1 mét này để làm cây hoa anh đào ấy, thì một cây cây nhỏ thì các bác làm tầm khoảng 20 đến 30 cành, cây lớn thì khoảng 30 đến 50 cành. Đấy, tùy các bác nha. Cái loại thứ hai là cây hoa hồng này, hàng mới này. Cây hoa hồng này cao 1 mét luôn. Rất là đẹp. Có 13 nụ và 11 bông hồng. Rất đẹp nhé. Các bác về cắm vào bình sứ hoặc là giỏ cây đều được nha, chậu sứ cắm cao lên thì nhìn dáng nó đẹp hơn. Đấy. Đây là cúc mi này, cúc mi em lấy cho khách thì tiện hơn để đây hoa luôn. Hoa mộc lan loại này là khoảng tầm 60 cm, nó sẽ có 4 bông và 1 nụ, lại là các cái chồi mầm. Cái này lên bình cực đẹp luôn, có sẵn 2 màu, màu vàng và màu hồng, đẹp. Tiếp theo là cành lá phong để làm cây phong. Đây. Đây nha. Một cành này thì nó có 5 nhánh, mỗi nhánh thì có 5 lá. Một cành này có 25 lá này, hàng chất lượng đảm bảo, đẹp luôn. Tiếp theo là em có hoa đỗ quyên này. Hoa đỗ quyên khách lấy hết lại về tiếp. Một cành này được cực nhiều nha các bác, có phải 10 mấy nhánh ấy. Rồi 4, 6, 8, 10, 12 nhánh luôn. Thế là em bảo nó rất nhiều, cực đẹp nha, rất là nhiều hoa, nhiều nhánh. Nếu mà bác nào mà lọ vừa vừa thôi ấy, thì chỉ cần 1 đến 2 nhánh là rất nhiều rồi đấy. Và các bác xem lại, nắm lại hoa này em. Rất đẹp. Loại nào cũng hot. Hoa lan này. Đây, hoa lan này em cho đi hàng. Hoa vũ nữ này. Ai cần hoa gì thì cứ ấy em nha. Số điện thoại của em là 0349601890. Em sẽ báo giá sỉ qua Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác lần sau nha.